Xin chào tất cả các bạn. Mình mới vừa mua một cái quả sầu riêng rất là to luôn các bạn. Sầu riêng này được quảng cáo là sầu riêng 6 ri hạt ép. Bây giờ mình sẽ cùng cua ra thử xem là có đúng như cái lời quảng cáo hay không nha. Đây là cái quả sầu riêng mình mua là 3,3 kg nha các bạn. Đó, nó nặng ghê chưa, bự cái đầu mình luôn. Rồi. Cái mùi thì rất là thơm, rất là hấp dẫn. Người ta cột cái dây này nè các bạn, thì người ta nói là nó chín cây nó nứt ra. Wow, đó các bạn thấy không? Rất là thơm luôn. Những ai là tín đồ của sầu riêng nha thì bơi vào đây xem nha. Đây, wow. Wow. Cứng quá. Cứng quá vậy nè. À. Ồ ồ ồ, đây giờ đúng rồi, đúng rồi. Được rồi, được rồi. Wow, wow. Thứ gì đây ta? Như là bị gì đây ta? À, rất là thơm. Ngon lắm. Rồi. Giờ mình sẽ lấy ra nè, thử cái trái sầu riêng này nữa là lấy ra được bao nhiêu nha. Được bao nhiêu muối nha. Wow, quá ngon luôn các bạn. Wow, quá trời ngon luôn các bạn ơi. Đó. Đây, mình xếp lại. Đó. Người ta quảng cáo mình ở đây là sầu riêng hạt lép nha. Để một chút mình ăn thử xem có lép không nha. Không lép là đi bắt đền liền nha. Sầu riêng là bao ăn nha các bạn. Đây. Wow. Rất là dễ cua luôn nè. Không biết là ui da đó. 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 Nó hấp dẫn như các bạn. Rồi, đây là phần vỏ không thôi. Cái sầu riêng rất là to nha. Nhà này có một mình biết ăn sầu riêng thôi là ui trời ơi. Cơm sầu riêng rất là mềm tay luôn, không có bị sượng. Ở đây còn một muối nữa để mình tạm dễ đưa được. Chắc là phải lật lên rồi các bạn ơi. Đây là nước ra luôn nè các bạn. Đây là hồi nãy người ta chỗ bán người ta bao ăn luôn nè. Đó. Mình không hiểu sao nó bị như vậy các bạn. Mình không sao nhưng mà không phải là hư nha. Chắc là tại do nóng quá. Rồi. Đây. Đây là thành quả này các bạn. Một trái sầu riêng 3,3 kg, sầu riêng 6 ri hạt lép. Đó, mình vừa ra được như đây. Đây chắc cỡ 1,5 kg rồi. Là 1,5 kg thịt sầu riêng. Cái này mình sẽ vừa ăn và một chút nữa mình sẽ làm cho các bạn xem cái món sầu riêng dầm đá đường nha. Rồi, giờ mình ăn nha các bạn. Wow, và bây giờ mình sẽ ăn nha, thử coi là có phải hạt lép hay không nha. Mình cũng hồi hộp quá đi à. Không biết có phải hạt lép không nữa. Nếu không là sẽ đi bán vốn đi. Béo được các bạn.
ngon, cơm sầu riêng mềm và béo. Mà sao cái hạt nó bự bự này? Cái hạt này có phải là hạt lát không các bạn? Sao lấy hạt bự quá trời nè. Rồi xong một muối, hột hơi to. Cho đây nha. Mình sẽ lấy thêm một muối nữa ăn thử coi là có bị to giống vậy không. Rất là bé luôn các bạn. Mình thấy hộp này nó cũng bự nữa nè các bạn. Ngon quá. Tuyệt vời. Ăn sầu riêng rất là nóng các bạn. Mình biết, nhưng mà tại mình thích quá cho nên là mình ăn. Rồi sau đó mình sẽ ăn nha đam để giải nhiệt lại. Các bạn đoán coi là một mình có ăn hết cái dĩa này không nha. Nếu mà chịu ăn á thì chắc hết luôn á các bạn. Tại vì mình nói rồi đưa là món mình rất thích. Nhưng mà mình sẽ ăn hết hai muối này nữa thôi, rồi mình chừa này lại để mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái món sầu riêng dầm đá đường mà mình đã ấp ủ rồi. Đã ấp ủ rất là lâu rồi. Những bạn nào thích ăn sầu riêng thì hãy comment nha. Hãy xem và comment ủng hộ kênh của mình. Và hãy góp ý để mình xây dựng kênh của mình ngày càng hay hơn nha các bạn. Mình cũng không hiểu nữa, sao mà mình thấy cái hộp này vẫn to nè các bạn. Thế là mình bị lừa rồi ta. Hầu như một lép mà sao mình thấy hộp còn to to không thấy lép gì nè. Các bạn có kinh nghiệm không? Các bạn chỉ lép mình với.
Rồi, giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn nha.